Vâng, lại là em Phương Nam đây, xin chào quý khách nha. Tiếp sau đây thì em Phương Nam sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách hàng mình một chiếc xe, đó là GZ125 Suzuki, xe nhập nguyên chiếc từ Nhật nha. Đấy, xe này thì đăng ký tầm 2 là 9 10 gì nha quý vị, bánh bông, thắng đĩa, xe còn khá ok, máy móc êm. Đây, xe là bánh mâm, đấy, cục phết đang còn rất là sáng nhá. Đấy, máy móc êm. Dàn sơn thì nó nói chung là nó cũng đang còn tương đối ok, nói chung là theo thời gian nhá. Đó, bô bếp đang còn sáng trưng này. Đó. Biển Sài Gòn nhá. 54X12211, xe số đẹp luôn này. Đấy, xe số đẹp luôn. Vỏ sau đang còn rất là dày nhá. Đấy, nhông xích đang còn ok. Đấy, đàn xi đồ ít là đang còn bóng đẹp này. Đó. Rồi ok, mình sẽ đổ máy cho quý khách mình xem thử nha. Rồi, để phát đổ máy em nha. Đấy, xi nhan thứ đầy đủ hết nha. Đó, xi nhan thứ rồi kèn đầy đủ hết luôn. Rồi, anh em quý khách mình mua về đi thôi, không phải làm gì hết nha. Đấy, xe cũng khá là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em quý khách rất là nhiều nha. Giá con này thì rất là rẻ cho anh em mình thích luôn nha. Đơn giản thôi, chỉ hơn 20 củ khoai một xíu thôi nha quý khách. Rồi, anh em nào thích thì cứ bình luận phía dưới giúp mình nha. Đây, form xe đây nha. Đấy, form xe này. Rồi, nhà mình có rất nhiều xe nhá. Anh em nào thích dòng xe nào thì cứ bình luận phía dưới giúp mình nhá. Rồi, xin cảm ơn.